Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ bật được cái chế độ an toàn khi mà sử dụng những cái dòng máy điện thoại đến từ Samsung nha. Nếu như mà các bạn đang sử dụng những cái dòng máy điện thoại Samsung, các bạn muốn kích hoạt cái chế độ an toàn ở trên máy điện thoại các bạn lên và các bạn muốn tắt cái chế độ này đi thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn trong video ngày hôm nay nha. Rồi, đầu tiên ở trên điện thoại Samsung thì các bạn muốn kích hoạt cái chế độ an toàn thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đưa điện thoại về cái chế độ đó là tắt nguồn bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ vào nút nguồn như thế này. Khi mà nó hiển thị cái phần tắt nguồn như thế này rồi thì các bạn muốn kích hoạt cái chế độ an toàn, các bạn muốn bật cái chế độ này lên, các bạn chỉ cần nhấn giữ vào cái phần tắt nguồn như thế này đó. Lúc này cái điện thoại các bạn nó sẽ có một cái mục đó là chế độ an toàn, chạm một lần nữa để khởi động lại điện thoại ở chế độ an toàn. Các ứng dụng đã tải về tạm thời sẽ bị tắt để giúp bạn khắc phục sự cố của điện thoại đó. Lúc này nếu như mà các bạn muốn kích hoạt cái chế độ an toàn này lên, các bạn chỉ cần bấm vào như thế này thì điện thoại các bạn nó sẽ khởi động lại và nó sẽ có một cái dòng thông báo là sẽ kích hoạt cái chế độ an toàn trên điện thoại Samsung của các bạn nha. Các bạn thấy là sau khi mà điện thoại khởi động lại rồi thì các bạn thấy nó sẽ có một cái dòng chữ rất to ở đây. Đó, đó là chế độ an toàn. Có nghĩa là lúc này thì điện thoại chúng ta đang kích hoạt và sử dụng cái chế độ an toàn trên điện thoại Samsung nha. Bây giờ các bạn sẽ mở và truy cập lên như bình thường. Đó, lúc này thì điện thoại các bạn nó đã ở trong cái phần là chế độ an toàn rồi và các bạn vẫn có thể là sử dụng như bình thường như thế này đó. Và bây giờ thì nếu như mà các bạn muốn tắt cái chế độ an toàn này đi thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần khởi động lại máy một lần nữa, các bạn chỉ cần nhấn vào phím nguồn như thế này, sau đó thì các bạn sẽ chọn là phần nó là tắt nguồn, các bạn tắt nguồn đi và sau đó thì các bạn sẽ bật máy điện thoại lên thì lúc này thì điện thoại các bạn nó sẽ tự động hủy và tắt cái phần là chế độ an toàn đi nha. Bây giờ mình sẽ khởi động máy lên. Sau khi mà mình khởi động lại máy thì các bạn thấy là cái phần chế độ an toàn của mình đã được tắt đi và mình có thể là sử dụng điện thoại một cách hoàn toàn bình thường. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta sẽ sử dụng và cũng như là cái cách bật và tắt được cái chế độ an toàn khi mà các bạn sử dụng những cái dòng máy điện thoại đến từ Samsung.